Hôm nay là toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình miếng đất nền giá chỉ có 290 triệu thôi nha anh chị em và trên bằng phán là có thể hiện đường đi luôn và miếng đất này á là nó thuộc xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long và toàn cũng đang đi trên con lộ của miếng đất mà toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay. Ngoài con lộ ra thì miếng đất của mình nó, nó có một con kinh nữa anh chị em mình bên trái bên phải của màn hình đó anh chị em có con kinh khoảng chừng 5-6 mét gì đó là anh chị em mình mua miếng đất này là anh chị em mình được sở hữu nửa con kinh này luôn nha và tổng diện tích của miếng đất này là nó được 113 m nha anh chị em mình ngang trước ngang sau ngang nào cũng là 5 m hết và hai cạnh dài của nó một cạnh là 23 m một cạnh là 22 m hiện tại là đất trồng cây lâu năm giá chỉ bán có 290 triệu thôi nha anh chị em mình đó toàn cảnh xung quanh ở đây thì bà con nở rất là đông và điện nước ở đây thì cũng có hẳn hôi hết rồi nha anh chị em